Bác, chào mừng các bác và em đã quay trở lại với kênh YouTube bên em. Hôm nay thì bên Tùng Audio sẽ lên cho các bác anh em một cấu hình đơn giản để chúng ta chơi pháo hát gia đình, bao gồm đẩy và vang. Hiện tại thì các bác đang được nhìn thấy ở trên video ngày hôm nay, mẫu đẩy rất xịn sò bên em, Crown 3600. Mẫu đẩy này thì khá thông dụng với pháo hát gia đình rồi. Rất nhiều bác đã sử dụng dòng đẩy Crown 3600 để phục vụ đánh những cặp loa pháo hát gia đình như kiểu bát 20, 25, 30. Thậm chí anh em chơi những cặp loa bát 30 và đi kèm với đó là bát 20 cũng được với dòng đẩy Crown 3600 này. Với công suất là 800W trên một kênh và mẫu này thì đánh hai kênh, tổng cộng thì sẽ có là 1600W công suất để các bác và em chơi thoải mái những cặp loa pháo hát gia đình. Và bên cạnh đó, khi chúng ta đã có cục đẩy rồi thì chúng ta phải mua thêm một mẫu vang, và em xin giới thiệu cho anh em đi kèm với đó là mẫu vang đang rất là hot bên em, đó là Lake Altic FX60 Plus, mẫu vang cơ giá rẻ nhưng vô cùng chất lượng các bạn. Đấy, phiên bản màu phay nhôm màu đen, một phiên bản khá là dễ phối đồ với phòng hát gia đình. Và cái dòng này thì là có rất nhiều tính năng cho bác em chơi hay trải nghiệm phòng hát, bao gồm là delay, repeat, rồi là bát mic chép dành cho echo hay bát mic chép dành cho mic và nhạc để chúng ta căn chỉnh theo ý thích, cũng như là căn chỉnh theo những cặp loa phòng hát gia đình anh em. Vang này thì chúng ta sẽ ghép nối trực tiếp qua các cái đường tín hiệu như là từ TV cấp xuống này, hoặc là sử dụng điện thoại để cấp nhạc vào, hay là từ máy tính. Với dòng Lake Altic FX60 Plus có hỗ trợ chức năng FB chống hú nữa. Vậy nên là chúng ta sở hữu hay là sử dụng vang cơ sẽ thông dụng hơn so với việc chúng ta sử dụng âm ni. Bây giờ thì phần lớn anh em đã chuyển hết từ âm ni sang sử dụng cục đẩy và vang rồi. Vậy nên là một bộ combo như này vừa hợp lý này, vừa có hình thức đẹp, vừa chuyên nghiệp, hơn nữa thì sẽ giúp đỡ các bác và em trải nghiệm phòng hát tốt hơn khi chúng ta sử dụng những chế độ chống hú hay là từ echo cho đến bộ combo này. Nhà em thì hiện tại đang để giá rất tốt các bác ạ, có 5 triệu đồng thôi. Em nghĩ là 5 triệu đồng với một bộ combo bao gồm đẩy 800W và mẫu vang cơ nhiều tính năng chế độ như này thì khá là hợp lý cho bác và em chơi phòng hát gia đình rồi. Đấy, chúng ta không phải đi mua những bộ âm ni giá tầm 3-4 triệu hoặc thậm chí 6-7 triệu nữa. Đấy, trong khi đó chúng ta sử dụng một bộ bao gồm đẩy và vang như này, vừa chúng ta vừa dễ sử dụng này, vừa dễ căn chỉnh này, hình thức lại đẹp hơn này, công suất này đủ khả năng cho bác em đánh thoải mái cặp loa mà chúng ta không cần phải lên đẩy nữa. Đấy, và với mẫu đẩy này thì bên em sẽ có chế độ bảo hành đến tới 1 năm rồi, không chỉ riêng đẩy và cả vang nữa. Một bộ combo như này giá chỉ có 5 triệu đồng mà thôi, quá rẻ cho anh em rồi. Tặng kèm dây jack đi kèm cho bác và anh em ghép nối xuống với đẩy nhé. Đây, chúng ta chỉ cần ghép nối trực tiếp từ dây loa thông dụng nhà bác sử dụng qua cục đẩy thôi là chúng ta có thể trải nghiệm thành rồi. Bây giờ thì cùng với em trải nghiệm chất âm của bộ combo 5 triệu đồng bao gồm đẩy vang xem sẽ như thế nào. Đầu tiên thì em cho các bác và em nghe thử tính chất nhạc khi chúng ta sử dụng vang và với đẩy để đánh với những cặp loa bát 30 bên em. Ở đây em sử dụng cặp loa bát 30 công suất khỏe nhất bên em đây. Bát 30 của DB 400W. Đấy, em đánh cho cái dòng đẩy Crown 3600 và cho bác biết thế nào là đẩy Crown thông dụng phòng hát gia đình. Ok, và các bác lưu ý hãy sử dụng tai nghe để chúng ta trải nghiệm âm thanh con nhá. Như vậy các bác đã được trải nghiệm chất lượng nhạc của mẫu đẩy Crown đi kèm với dòng vang cơ Lake Altic FX60 rồi. Và các bác thấy sao về tính chất âm thanh này? Đúng như em đã giới thiệu cho anh em ở đầu video, dòng đẩy Crown này rất là khỏe các bác ạ. Đánh những cặp loa bass 30 thoải mái luôn. Em đánh cặp loa mà công suất 400W bên em và các bác đã nghe thấy tiếng rồi. Và volume âm lượng thì các bác đã được nhìn luôn em chỉnh ở trên video đúng không ạ? Em mới được chưa được một lửa thôi. Đấy, và tiếng chất lượng thanh ra như vậy đã rất là khỏe rồi. Còn ngoài ra thì các bác có thể căn chỉnh cái tiếng nhạc nhé, thông qua giải nhạc ở đây các bác này, bát mic chép để chúng ta căn chỉnh giống như ở trên âm ly, mà thậm chí chỉ có 3 phím cơ bản thôi chúng ta đã căn chỉnh được rất chi tiết và dễ dàng rồi. Từ bát, trung, chép, anh em căn chỉnh làm sao cho nó phù hợp với phòng hát gia đình. Bây giờ thì cùng với em, đây là một cái điều rất là quan trọng và chắc chắn rồi, chúng ta khi sử dụng hay là sở hữu vang thì các bác sẽ thích nhất đến cái phần là chúng ta test chất lượng âm thanh echo để chúng ta hát cao kê gia đình đúng không ạ? Và bây giờ thì cùng với em thử trải nghiệm vang cơ Lake Altic FX60 khi chúng ta sử dụng hát cao kê gia đình như thế nào với mẫu đẩy Crown 3600 nữa. Em sẽ alo thử tiếng mic cho các bác và em nghe thử nhá.
12567897 à, là 12567897897 à, là 12567897897 mời alo. Ok, à, như vậy là các bác đã được trải nghiệm cả về chất âm nhạc này, và đến phần em test tiếng echo của Lecaltic FX60 đã, các bác thấy tiếng echo vang vọng có mềm mượt không ạ? Rất mềm mượt, và hiện tại thì nó đang có một cái chiều sâu nhất định khi chúng ta trải nghiệm phòng hát gia đình với cái mẫu Vanker Lecaltic FX60, được rất nhiều anh em chơi phòng hát gia đình đánh giá cao và điểm 10 cho chất lượng. Và giá thành nếu như anh em mua lẻ những trang thiết bị này thì giá chắc chắn rồi phải trên 5 triệu đồng một bộ combo như này nếu như anh em mua lẻ. Còn mua một bộ combo bên cả cùng audio bao gồm đẩy crowd 3600 kết hợp với dòng Vanker Lecaltic FX60, nhiều tính năng chế độ hát phòng hát gia đình tuyệt vời như thế này, và giá chỉ có 5 triệu đồng mà thôi. Bên em bao ship toàn quốc, tắc đầy đủ dây jack kết nối cho anh em, như vậy là quá hời cho các và anh em khách hàng rồi. Và ngay bây giờ nếu như các bạn em muốn sở hữu cho mình một bộ combo sản phẩm bao gồm đẩy và vang thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Tùng Audio Hải Dương 0979629336 để đặt hàng ngay và nhận được mức giá ưu đãi nhất là 5 triệu đồng với bộ combo sản phẩm này bên cửa hàng Tùng Audio các bác nhá. Và video của em xin dừng lại tại đây, chúc tất cả anh em nhận hàng ưng ý với bộ sản phẩm combo đẩy và vang bên cửa hàng Tùng Audio. Xin chào.